Thưa quý vị, công ty Toyota Việt Nam mới đây đã được Cục Đăng Kiểm Việt Nam chấp thuận kế hoạch triệu hồi 3.958 xe thuộc hai dòng Vios được sản xuất tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 9 năm 2007 đến 31 tháng 12 năm 2008 và Corolla nhập khẩu chính hãng được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 11 năm 2004 đến 28 tháng 4 năm 2005 để khắc phục lỗi ở bộ phận cụm bơm khí khi mà bộ phận này bị lỗi và có thể gây nguy cơ chấn thương nghiêm trọng cho người trên xe trong trường hợp cụm bơm khí bị vỡ và khiến các mảnh kim loại văng ra. Thực tế này đang khiến nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm của Toyota Việt Nam không khỏi lo lắng, kể cả là xe của họ chưa thuộc diện phải thu hồi. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Chiếc xe này mới được chị Nguyễn Thị Châu Phong mua của Toyota Việt Nam với giá trị gần 700 triệu đồng. Nếu tính cả tiền thuế, làm biển, tổng chi phí cho chiếc xe là khoảng 800 triệu đồng. Chị Phong đã lo lắng là khi biết thông tin hàng loạt xe của Toyota đang bị triệu hồi do lỗi túi khí. Xe của chị chưa thuộc diện phải triệu hồi, nhưng nhớ lại lời mà nhân viên của đại lý Toyota nói về chất lượng túi khí của chiếc xe có giá trị gần 1 tỷ đồng thì không khỏi lo lắng thêm. Họ sẽ nói là cái túi khí này phải đâm đúng cách thì nó mới bung ra, còn nếu mà đâm không đúng cách thì nó sẽ không bung. Hoặc là ví dụ như nó đâm phải đâm vào cột bê tông chính diện hoặc đâm vào bức tường chính diện. Chứ còn nếu mà đâm vào một mé hay là một góc bên hoặc đâm vào cây thì có thể nó sẽ không bung túi khí. Thì chị cũng không hiểu là tại sao khi túi khí để đảm bảo an toàn cho cái người lái và cái hành khách trong cái xe, nhưng mà khi mà lại phải khuyến cáo là cái người sử dụng xe phải đâm cho đúng cách thì lúc đấy túi khí nó mới bung. Thì chị cũng không biết là như vậy thì đâm đúng cách như thế nào, chẳng hạn khi tai nạn mình phải chọn vị trí để mình đâm à. Có một thực tế đáng lo ngại, đó là hiện các trung tâm đăng kiểm tại Việt Nam chưa có thiết bị kiểm tra túi khí. Vì thế, càng khiến người tiêu dùng hoang mang trước việc Toyota Việt Nam triệu hồi hàng nghìn phương tiện vì lỗi túi khí. Toyota nên làm tốt từ đầu như các hãng trước, chẳng hạn như hãng thương hiệu chả giờ thấy đòi hỏi, nhưng mà Toyota hai lần thấy thu hồi, một lần thấy thu hồi hãng của mình là phanh, nhưng mà xe mình không được gì. Còn lần này lại túi khí nữa thì chưa thấy gọi điện gì nên không biết. Về lỗi túi khí của Toyota trên toàn thế giới, hiện được nhận định có thể là do cụm bơm khí được sản xuất bị hơi ẩm xâm nhập trong quá trình sử dụng. Nên trường hợp xảy ra tai nạn, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong túi khí quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị đứt vỡ. Để triệu hồi về đấy, nó cần một cái kinh phí rất là lớn. Và nếu mà không có đủ áp lực thì hãng người ta sẽ không cảm thấy cần thiết khi mà họ phải làm. Chậm trễ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc là người sử dụng thì cái vấn đề này là cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Và những cái người trực tiếp, những cái người mà có thể gây thiệt hại, tức là cái người tiêu dùng, người trực tiếp sử dụng phương tiện, mà nếu như mà bị gây thiệt hại thì cần phải có ý kiến đến các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như các cơ quan pháp luật để đảm bảo quyền lợi của mình theo đúng quy định. Trong số 3.958 xe bị triệu hồi do lỗi túi khí lần này, theo thông báo của Toyota Việt Nam, có 148 chiếc Corolla sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 11 năm 2004 đến ngày 28 tháng 4 năm 2008 và 3.810 chiếc Vios sản xuất từ ngày 13 tháng 9 năm 2007 đến 31 tháng 12 năm 2008 sẽ được kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí trước bên phía hành khách. Nhưng có điều khó hiểu là chương trình triệu hồi được Cục Đăng Kiểm Việt Nam phê duyệt từ ngày 16 tháng 7 nhưng tới tận ngày 1 tháng 9 mới thực hiện. Thì có lẽ không cần phải hỏi tới các chuyên gia, lái xe nào cũng có thể biết rằng đang đối mặt với nguy cơ như thế nào.